Ở đây ta có BaO đi tới dùng với nước. H2O. Để ta thu được BaOH hai lần. Phương trình đã được cân bằng. BaOH lần này chúng ta điện ly tạo thành Ba2 cộng cộng cho 2OH trừ. Bây giờ chúng ta đã có số mol của BaO là 0,04 mol. Em chuyển qua cho OH trừ là bằng 0,08. Như vậy để tính được pH thì em phải đi tính nồng độ OH trừ. Sau khi tính được nồng độ OH trừ, em tính được pOH. Sau khi tính được pOH, em lấy 14 trừ đi pOH là ra pH. Như vậy đây chúng ta phải đi tìm số nồng độ mol của OH trừ. Khi thể tích đề đã cho chúng ta là 8 lít. Như vậy CM này là được ký hiệu thay đổi mới, bây giờ là bằng cái móc vuông này nha, bằng nồng độ OH trừ và bằng số mol là 0,08, chúng ta chia cho 8. Ở đây mình tính là bằng 0,01. Như vậy tiếp theo em sẽ đi tính pOH, em sẽ bằng trừ log của 0,01. Ở đây em tính được là bằng 2. pOH bằng 2 thì chúng ta sẽ đi tính pH như sau. Theo triết lý là pH cộng cho pOH bằng 14. Như vậy em sẽ lấy 14 trừ đi 2 thì tính được bằng 12. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn đó là câu A, pH bằng 12.